Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh của Nguyên. Hôm nay Nguyên chia sẻ cách làm món cá hấp hồng công theo yêu cầu. Để làm được món cá hấp hồng công mà ngon như nhà hàng thì có 3 điều rất là quan trọng. Thứ nhất là cách pha sốt thơm ngon, còn lại là cách sơ chế cá sao cho không bị tanh. Và cái cách tính thời gian hấp vừa chín tới mình sẽ thưởng thức được món cá hấp chuẩn vị nhà hàng. Bây giờ mời các bạn xem video. Trước khi mình làm cá thì mình cần chuẩn bị hành với lại ngò trước. Hành này thì mình cắt khúc rồi, mình dùng cái dụng cụ tỉa rau muống á, cái đầu nhọn á thì mình xỏ nó xuống nè, rồi mình đẩy dứt khoát một cái thì tỉa ra rất là dễ dàng. Nếu mà các bạn không có cái dụng cụ này thì mình cắt bằng dao. Như vậy là Nguyên đã cắt hành lá xong rồi. Còn hai củ gừng này thì mình mang đi rửa sạch sẽ rồi mình gọt vỏ. Sau khi gọt vỏ thì mình cắt lát mỏng, rồi mình cắt sợi, càng nhuyễn càng ngon nha, tại vì dày quá thì ăn rất là cay. Mình cần chuẩn bị là 4 lát gừng cắt mỏng và 2 củ hành tím mình cắt lát ra và 5 cái đầu ngò rí. Nguyên liệu này thì mình dùng để nấu nước sốt. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp và Nguyên cho vào đây một muỗng cà phê dầu ăn. Khi dầu nóng rồi thì mình cho hết 3 nguyên liệu vào, mình xào cho nó thật là thơm ha. Khi thấy nó thơm rồi thì Nguyên cho vào đây là 150ml nước, rồi mình nấu khoảng 5 phút cho nó ra mùi thơm. Cái sốt hấp cá nếu mà mình chỉ pha nước tương với nước lọc bình thường thì nó sẽ không có thơm. Mình nấu cái nước này pha vào thì làm cho cái nước sốt nó thơm lắm. Đây cũng là cách làm của nhà hàng mà Nguyên học được từ ông sư phụ của ông xã Nguyên đó. Sau 5 phút thì mình tắt lửa rồi mình lấy ra nha. Bây giờ thì Nguyên giới thiệu về cái nước tương để hấp cá. Như Nguyên đã giới thiệu thì cái loại nước tương này hấp cá thì rất là ngon. Nếu mà các bạn không có mua được cái loại này thì mình cũng có thể dùng cái loại nước tương bình thường. Cái hiệu Ly Cơm Kia này thì hấp cũng rất là ngon nè. Nếu mà các bạn muốn làm được hương vị giống của nhà hàng làm thì mình nên mua nước tương thương hiệu của người Hoa thì mình sẽ làm được nha. Còn riêng cái tương đặc này á, nếu mà không có mua được á, thì các bạn có thể thay thế bằng dầu hào cũng ngon lắm nha. Bây giờ thì mình pha sốt luôn. Nguyên cho vào đây 3 muỗng canh nước tương, thì Nguyên dùng cái loại nước tương chuyên để hấp cá cho nó ngon ha. Và 3 muỗng canh nước mà lúc nãy Nguyên đã nấu đó. Cái nước này rất là thơm luôn đó các bạn. 1 muỗng cà phê đường, rồi mình dùng cái muỗng mình khuấy cho đường nó tan hết và mình mang đi nấu. Cái gia vị này là chưa có đủ đâu nha, chút nữa còn 3 cái loại gia vị khác thì mình cho sao. Mình cho vào một cái nồi nhỏ rồi mình bắt lửa mình nấu cho nó sôi. Cái này mình nấu cho nó vừa sôi là mình phải tắt lửa liền nha, mình không có nấu lâu quá. Tại vì nấu lâu quá thì nó sắc xuống nó sẽ mặn. Nước sốt này sau khi nấu xong nó còn nóng thì mình để cho nó hơi nguội một chút thì mình mới pha tiếp 3 gia vị vào. Và nước hơi nguội rồi thì Nguyên cho vào đây 1/4 muỗng cà phê tiêu với lại 1 muỗng cà phê bột nêm gà và nửa muỗng canh dầu mè, rồi mình khuấy cho nó đều. Tại vì tiêu với lại dầu mè mình nấu sớm quá thì nó sẽ bị mất mùi thơm á, thì mình cho cuối cùng thì nó sẽ giữ được cái mùi thơm của dầu mè với lại tiêu. Cái bột nêm gà nếu mà mình nấu chung với sốt thì nó nặng mùi lắm, còn mà mình pha cuối cùng như vậy thì không có cảm giác là có cái mùi bột nêm gà. Nếu mà các bạn ăn bột ngọt thì mình cho vào lúc này luôn nha. Nước sốt đã pha xong thì bây giờ Nguyên đi làm cá để mình hấp cá luôn. Con cá này là cá bóng mú thì có trọng lượng lúc chưa làm là 1kg nha. Con cá này Nguyên đã rửa sạch và cạo vẫy hết rồi. Nếu mà mình mua con cá còn sống tươi thì mình không cần phải rửa muối để giữ được thịt cá cho nó tươi nguyên chất. Vì lúc mà mình cho muối vào thì thịt cá nó hay săn lại, nó không có ngon đó. Lúc mà mình mua cá thì mình dặn người ta không có cắt bỏ những cái phần đuôi với lại những cái phần này nha, thì mình hấp cá ra nó mới đẹp. Lúc mà mình rửa cá thì ở phần xương cá có rất là nhiều máu thì mình phải bóc ra cho nó sạch sẽ thì con cá nó sẽ không có tanh. Mình ăn con cá tanh là do cái máu cá mình không có làm sạch đó. Tuy là người ta cạo vẫy rồi nhưng mà mình về mình cũng phải cạo lại một lần nha, tại vì người ta làm nhanh nên hay bị sót lắm. Và một trong những sai sót lớn nhất nhiều người mắc phải khi hấp cá là con cá làm xong á mà đem đi hấp liền mà mình không có lau khô thì con cá sẽ ăn rất là tanh. Mình phải dùng giấy bếp mình lau cho con cá thật là khô. Ở ngoài, ở trong bụng với lại ở phần mang cá mình cũng phải hút cho nó thật là sạch và thật là khô nước luôn. Vì nhớt ở trên con cá mà mình không có lau khô á,
cho dù mình cho gừng vào hành hấp thì nó cũng rất là khó bán được cái mùi tanh đó, nhất là ở trong bụng nè, nó rất là tanh luôn á. Mình lau cho khô rồi thì các bạn thấy nè, cái giấy nó rất là dơ nè, nó dính máu đó. Thì ngoài cái loại cá này thì có nhiều loại cá có thể hấp nè, như là cá chẽm, cá tai tượng, cá điêu hồng thì mình cũng làm tương tự như vậy ha. Mình cũng không có nên mua cái loại cá như là cá ngát, cá tre, cá dứa hay là cá hú á, thì cái mùi nó không có hợp với cái món này. Mình lau bên này xong á, thì mình lật qua bên này á, mình cũng tương tự mình lau cho nó thật là sạch luôn. Con cá lau khô rồi thì bây giờ mình đi chuẩn bị cái sửng hấp á, rồi mình nấu nước để mình hấp cá. Con cá trước khi cho lên đĩa hấp á, thì mình phải xẻ nó ra nè, tại vì ngay cái phần đuôi này nó khó chín lắm. Thì mình dùng cây kéo á, mình cắt cái phần xương này ra một chút nè. Mình làm cái bước này á, thì lúc mà mình hấp cá thì nó sẽ dễ chín hơn ha. Cắt cái phần xương này ra thì mình dùng con dao á, mình cắt một chút xíu nè. Thì các bạn xem ha, tại vì Nguyên không có biết nói là như thế nào cho các bạn dễ hiểu hơn. Tại vì mình cắt ra như vậy á, cái thứ nhất thì nó dễ chín, còn cái thứ hai á, mình đặt con cá lên đĩa thì con cá nó sẽ đứng á, nó sẽ rất là đẹp nè. Ở nhà hàng thì người ta cũng làm tương tự như vậy nha. Mình hấp cá thì con cá nó dựng lên như vậy thì nó mới đẹp mắt. Nếu mà mình không có chẻ nó ra thì mình dựng con cá nó không có được như vậy đâu. Thì bây giờ cắt xong rồi mình đặt lên đĩa là mình hấp cá luôn. Nguyên cho vào đĩa một củ gừng đập dập, rồi mình dùng ba cây đũa mình kê con cá ha. Tại vì mình không có cho con cá tiếp xúc với cái nước hấp cá, tại vì cái nước hấp cá nó rất là tanh á. Mình đặt cây đũa như vậy lúc mà mình hấp con cá thì nó sẽ chín đều hơn. Thì tại vì ngay chỗ này nè, nó có cái lỗ hở thì cái hơi nước nó sẽ vào đây, thì làm cho con cá nó sẽ chín đều. Nếu mà mình không đặt cây đũa thì thông thường ở trên nó thì nó chín, còn ở phần dưới cái bụng cá thì nó không có được chín. Bây giờ thì mình mang đi mình hấp nè. Mình hấp cá thì cái nước phải thật là sôi ha, thì mình mới cho cá vào mình hấp. Với con cá này 1kg như vậy thì mình sẽ hấp trong 10 phút. Nếu mà con cá 1kg 2 thì mình hấp là 12 phút nha. Còn hấp mà thịt cá phi lê thì tính cách khác, hôm nào Nguyên sẽ chia sẻ bên cái kênh món ăn gia đình. Mình hấp cá phải mở lửa lớn nhất thì cái hơi nước nóng thì mới làm cho con cá nó chín đều. Nếu mà cách tính mà con cá từ trong tủ lạnh mang ra thì mình phải để ở nhiệt độ phòng á, để cho con cá nó không còn lạnh nữa. Nhưng mà cái thời gian hấp á, mình phải cộng thêm từ 1 phút rưỡi cho đến 2 phút, cũng tùy theo kích cỡ lớn hay nhỏ ha. Nếu mà con cá nào mà to quá thì cho dù là cá tươi hay là cá lạnh á, lúc mà mình tắt lửa rồi á, tốt nhất thì mình nên ủ thêm 1 phút á, thì nó sẽ an toàn hơn. Con cá hấp xong á, ngon nhất là ở phần dính giữa xương cá nó còn hơi đỏ chút xíu, tiếng Hoa gọi là giách tiểm hùng á, thì là đạt nhất, tức là nó vừa chín tới, thời gian không hơn không kém. Sau 10 phút á, thì Nguyên tắt lửa rồi mình mở nắp ra liền luôn nè. Con cá này á, nó dựng lên luôn nè, các bạn thấy không? Do con cá nó rất là tươi đó. Lúc mà mình mở nắp á, mình lấy con cá ra mình phải thật là cẩn thận nha, tại vì cái hơi nóng bây giờ nó rất là nóng. Thì Nguyên dùng cái dụng cụ này á, Nguyên kẹp cái đĩa cá này ra. Mình phải dùng thêm một cái khăn á, mình chịu lực cái bên tay trái ha. Rồi cái nước cá này á, rất là tanh thì mình đổ bỏ đi. Cái nước hấp cá này á, mà mình không đổ bỏ thì con cá nó ăn rất là tanh nha các bạn. Con cá hấp xong á, tươi hay không á, thì dòm thấy cái đuôi á, là biết liền à, là nó dựng lên như vậy nha. Con cá này thì Nguyên dùng một cái đĩa mới, Nguyên đặt nó lên á, để cho nó không có mùi tanh ha. Và Nguyên rắc vào đây một ít tiêu cho nó bán mùi tanh. Cá hấp xong thì mình phải xối dầu vào cá ha. Thì Nguyên cho vào đây khoảng 100ml dầu. Các bạn có thể cho ít hơn, vì Nguyên xối hai lần làm như cách nhà hàng, cho nên mình cứ sử dụng dầu nhiều một chút. Nếu mà các bạn thích có hương vị tỏi thì bây giờ mình cho tỏi vào mình phi cho nó thơm. Nhưng mà Nguyên thì thích ăn nguyên vị, tại vì cái nước sốt nó rất là thơm, với lại con cá nó tươi thì mình ăn nguyên vị nó sẽ ngon hơn. Khi dầu đạt độ nóng rồi thì mình tắt lửa ha, rồi mình lấy ra mình xói vào con cá liền luôn. Tốt nhất thì mình dùng cái vá mình múc, mình xói đều hết con cá. Cái lần thứ nhất mình xói mỡ thì làm cho con cá nó giống như là trôi hết cái mùi tanh á, thì cái dầu này mình sẽ mang đi mình đổ bỏ nha. Mỡ sau khi bỏ hết rồi thì bây giờ mình cho hành lá vào nè.
Nếu mà các bạn chỉ xối mỡ duy nhất một lần á, thì mình bỏ qua cái bước lúc nãy. Và con cá khi hấp xong á, mình đổ bỏ cái phần nước hấp cá rồi á, thì mình cho hành vào thì mình xối mỡ ha. Khi cho hành lá vào rồi á, thì mình rắc gừng lên luôn. Còn ngò rí thì mình chưa có cho lúc này nha, mình phải xối mỡ xong á, thì mình mới cho ngò rí vào. Lúc mà mình xói mỡ lần 2 thì mình không cần phải xói vào con cá nữa ha. Mình xói vào những chỗ nào mà để hành thôi. Và cuối cùng thì mình đổ phần nước sốt vào nè. Khi xói nước tương xong thì cuối cùng mình mới cho ngò rí. Nếu mà có cho ớt thì mình cho ngay lúc này luôn. Tại vì ngò rí mà tiếp xúc với dầu thì nó rất là nhanh xìu xuống, cho nên mình phải để cuối cùng mình để trên mặt ha. Như vậy là món cá hấp Hồng Kông đã hoàn thành rồi. Hôm nào có dịp các bạn cứ làm theo công thức của Nguyên đi nha. Rất là ngon luôn. Nguyên bảo đảm là các bạn sẽ ăn được hương vị của nhà hàng. Video đến đây Nguyên xin tạm ngừng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Nguyên. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho Nguyên một like và một đăng ký kênh. Nguyên cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Xin chào tạm biệt các bạn. Tớ chè tại cá sâu thảy.